cái file này nè thì mình sẽ để bên dưới mô tả nha các bạn. Khi các bạn bật cái file này lên, khoan để mình bật một cái. Rồi. Chờ mình chút. Ok, khi nó hiện ra cái bảng này rồi á thì á các bạn bấm vào cho mình nút này. Nó sẽ hiện ra ghi là email rest OUS gì đó. Xong rồi các bạn điền tên cho các bạn. Tên muốn đặt app của các bạn á. Tên mình, ví dụ tên bạn là Ha. Rồi. Xong rồi mật khẩu là tùy ý nha các bạn. Xong rồi các bạn bấm chữ login cho. Đấy, nó sẽ ra nhập. Ha. Ok. Cái áo của một tiếng. Xong rồi nếu mà các bạn muốn chỉnh phiên bản cho bạn thì các bạn bấm vào Edit Pro đó. Xong rồi cái phút US Vision gì đó. Các bạn bấm vào cái bên nó. Các bạn sẽ chọn phiên bản dành cho các bạn. Phiên bản nào cũng được. Mình sẽ chọn Optifine đi. 1.2.2 Optifine. Đây, mình có Optifine rồi. Thì mình sẽ chọn Optifine. Xong rồi các bạn bấm vào nút Play cho mình. Ok, chờ nó chạy xong rồi thì mình sẽ quay lại đi. Tạm biệt các bạn. Ok các bạn. Đây hồi nãy phiên bản 1.2 mình vào quay và không được thì mình vào phiên bản 1.10. Khi các bạn đã vào rồi thì các bạn vào mạng LAN, lỡ các bạn vào trên mạng mình nhắn lỗi rồi cũng bị quá, mình cũng vào đã đi. Xong rồi các bạn thế giới nhưng mà mình không biết tại sao hết giờ mình vào không được. Đây rồi thì mình sẽ vào thử Grab này chẳng hạn, còn server này chẳng hạn. Đấy, ok, mình sẽ đăng nhập. Mình đã có tài khoản rồi nên mình chỉ login thôi. Mật khẩu. Đấy, xong rồi, rất là nhanh và đơn giản đi. Sao mày có skin này? Ok thì khỏi luôn đi thì tạm biệt các bạn trong video.